chào mừng các bác anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Chúc mừng các bác anh em, đây là những đôi loa siêu chép mang thương hiệu của Nhật Bản Pioneer, model là X200. Đây toàn bộ là những đơn đặt hàng của rất là nhiều anh em đặt hàng bên Hoàng Long trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là những dòng loa chép mà em đã giới thiệu rất là nhiều trên kênh YouTube và nhận được rất là nhiều những sự ủng hộ cũng như là đơn đặt hàng của các bác anh em mọi miền tổ quốc. Đây là một trong dòng loa mà có thể chơi được rất là nhiều các thể loại nhạc khác nhau. Nhạc nhẹ nhàng, du dương, trữ tình cho tới nhạc DJ non-stop. Thậm chí chúng ta có thể hát karaoke được với những dòng loa chép Pioneer này các bác nhé. Với thiết kế hạ họng kèn hỏa tiễn như các bác em đang thấy, một cái đầu đạn lưu đạn ở giữa. Với thiết kế là một cái gỗ nguyên khối, gỗ bê tông nguyên khối cực kỳ đẹp, và một chân đế cũng bằng gỗ luôn. Bên sau đó có sẵn hệ thống kết nối, chúng ta có thể đấu trực tiếp vào âm ly hoặc cục đẩy. Bên trong đó có sẵn phân tần các bác nhé. Các bác anh em đấu trực tiếp vào âm ly cục đẩy mà không lo vấn đề bị cháy đâu. Về thông số kỹ thuật thì nó là 200W và trở kháng là 8 ohm, hàng made in Japan các bác nhé. Với thiết kế là đẹp và chất âm hay, giá thành thì rất là phải chăng, chỉ có 1,5 triệu một đôi thôi, 1,5 triệu một đôi thôi. Đây chính là lý do vì sao mà rất là nhiều đơn đặt hàng của các bác anh em trong buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên của anh Lê Văn Cường ở thành phố Đà Lạt, một cái Pioneer X200 trị giá 1,5 triệu. Anh Nguyễn Tiến Văn ở Quảng Nam 1,5 triệu. Anh Hòa ở tỉnh Bến Tre, một Pioneer X200 1,5 triệu. Anh Lưu Đình Trân ở Hà Tĩnh, Pioneer X200 thì anh đã chuyển khoản trước cho chúng em rồi, 1,5 triệu rồi. Tiếp theo là của anh Hà Huy Toàn ở Bình Lục, Hà Nam, một đôi là X200 1,5 triệu. Và của anh Ngô Văn Tuấn ở Cần Thơ, anh đặt ngoài cái X200 anh còn đặt một cái đầu giải mã Q5 Pro nữa. Đây là cái đầu giải mã của anh, em đang chuẩn bị test và chuẩn bị gửi đi cho anh đây. Bác anh em có nhu cầu mà mua đầu giải mã thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Q5 Pro, hàng nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Có cả Bluetooth này, có cổng quang này, có đầu đọc, có cổng headphone, cổng tai nghe này. Và chỉnh to nhỏ được phía trước luôn các bác nhé. Đâu quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay, các bác anh em xin mời chúng ta sẽ cùng ngồi lại đeo tai phone thưởng thức chất âm của những đôi loa siêu chép X200 Pioneer, tiếng rất là ngọt ngào. Xin mời. Anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên tấm biển nhé. Bọn em sẽ gửi hàng tận nhà, nhận hàng các bác anh em thanh toán. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh em ở những video clip tiếp theo ạ.